Lũ lớn trên thượng nguồn sông Hồng từ Trung Quốc đang đổ về Lào Cai. Trưa nay, mùng 3 tháng 7, một trận lũ rất lớn trên sông Hồng từ phía thượng nguồn Trung Quốc đổ về thành phố Lào Cai làm ngập toàn bộ diện tích hoa màu ven sông, ba con trâu bị lũ cuốn trôi. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, ngày và đêm mùng 3 tháng 7, vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Lào Cai có cường độ ổn định gây mưa, mưa rào đều khắp và dông rải rác. Một số địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to dữ dội chút xuống. Đêm về sáng ngày mùng 3 tháng 7, do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần lên khiến các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào và dông trên diện rộng. Tiết trời chuyển dịu mát, các vùng núi cao đêm và sáng sớm trời rét nhẹ. Nhiều địa phương có mưa vừa, một số nơi mưa to, có nơi mưa rất to. Đặc biệt, tại thị trấn huyện Bát Sát ghi nhận được trận mưa đặc biệt lớn 221,2mm. Theo quy định của ngành khí tượng, thủy văn, mưa với lượng trên 200mm trên 24 giờ được coi là mưa đặc biệt lớn. Vì thế đây là trận mưa lớn nhất quan trắc được ở tỉnh Lào Cai tính từ đầu mùa mưa lũ 2020 đến nay. Mưa lớn làm ngập nhiều diện tích ao hồ nuôi cá và rau màu của người dân địa phương Bát Sát. Hầu hết các tuyến đường phố ở Bát Sát bị ngập vào sáng ngày mùng 3 tháng 7. Theo báo cáo nhanh của huyện Mường Khương, mưa lớn sinh lũ quyết cuốn trôi ba con trâu của một hộ gia đình ở thôn Lầu Thí Trải, xã Tả Thàn. Hiện nay các huyện, thành phố và thị xã trong tỉnh Lào Cai đang tiếp tục thống kê thiệt hại do mưa lớn gây ra. Kỹ sư Lưu Minh Hải, giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai đưa ra lời cảnh báo. Trước tình hình mưa lũ còn kéo dài, khả năng diễn biến phức tạp và khó lường, người dân trong toàn tỉnh cần tăng cường cao nhất công tác phòng chống lũ quét, trượt lở đất đá trên diện rộng. Ngập úng sâu ở vùng trũng thấp, nơi ngã ba sông suối, không chủ quan lơ là với gió giật mạnh, sét đánh khi trời có mưa dông, thực hiện tốt phương án 4 tại chỗ đề ra trong công tác ứng cứu. Phạm Ngọc Triển. Ha ha ha, 问什么的说呵。